Hoan hỷ chào đón quý cô bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu sang và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi, chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là từ vui tháng 12 âm lịch năm quý mão 2023 của tuổi canh thân sinh năm 1980 được bề trên ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra tiền tài như ý phú quý phát tài lộc lá nhất đầy kết nếu như nắm bắt được cơ mệnh này thì ăn tết cực to thần tài báo mộng tuổi canh thân sinh năm 1980 hưởng chọn lộc trời bất ngờ đổi đời đại gia Dầu nứt vách đúng tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, trong tử vi số mệnh nói rằng, trong số 12 con giáp thì mệnh chủ tuổi canh thân sinh năm 1980 là con giáp có vận mệnh biến động khôn lường, người này có đức tính chăm chỉ, chịu khó, nhờ tinh thần hiếu học, cùng trí thông minh bẩm sinh, họ có được vốn kiến thức sâu rộng, tài trí và óc phán đoán nhanh nhạy, giúp họ luôn chủ động trong công việc. Cho nên bước vào tháng 12, tháng cuối của năm quý mão, được các tinh chiếu mệnh, gặp thời phất mạnh, xé mây đen, đạp gió lớn, chạm đến cơ hội, công danh nở rộ, thân tài mở kho tán lộc, trả sạch nợ nần, từ đó mua thêm nhà, tậu thêm xe, sung sướng khó ai bằng. Vậy trong tháng này phương diện sự nghiệp, tài lộc, gia đạo, sức khỏe, quý tuổi sẽ có biến đổi ra sao, làm gì để đón tài lộc vào nhà, mời quý vị lắng nghe và chiêm nghiệm trong video dưới đây. Thần tài báo mộng canh thân, sinh năm 1980, hưởng chọn lộc trời, bất ngờ đổi đời đại gia, giàu nứt vách trong tháng 12 âm lịch. Đầu tiên, hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 12 âm lịch. Tiết Tiểu Hàn là tiết khí thứ 23 trong 24 tiết khí, nằm trước tiết Đại Hàn và sau tiết Đông Chí, thời tiết lúc này khá lạnh nhưng đã bắt đầu có những chồi non mọc lên, nhiệt độ có thể giảm sâu hơn so với trong Đông Chí. Theo chiết tự, chữ tiểu có nghĩa là nhỏ bé, còn sớm, bắt đầu, còn hàn nghĩa là lạnh lẽo, lạnh giá, bởi vậy mà Tiểu Hàn nghĩa là ám chỉ thời tiết bắt đầu bước vào đợt rét mướt, mặc dù chưa phải là lạnh tới cực đại, thế nhưng đã là rất lạnh. Đặc trưng thời tiết của tiết khí Tiểu Hàn, đó là sự khắc nghiệt ở nửa cầu Bắc, tạo nên những sức ép thử thách cho tất cả các loài động vật và thực vật trên khu vực này. Tiểu Hàn nhiệt độ có thể giảm sâu hơn so với Đông Chí, thêm hiệu ứng nghịch ôn rõ rệt, nên các loại cây trồng, hoa quả nhiệt đới như chuối tiêu, xoài có thể sinh trưởng tốt. Vào thời gian diễn ra tiết khí này, đa phần các giống thực vật động vật trong tự nhiên đều tự hình thành cho mình những phương án thích nghi với thời tới như di cư tích trữ lương thực dụng bớt lá theo như kinh dịch thì tháng 12 âm lịch là quẻ lâm quẻ này có đặc điểm 4 hào dương ở trên hai hào âm ở dưới ở thời điểm trước một hào dương xuất hiện quẻ phục này đã xuất hiện thêm một hào dương nữa với ý tưởng sự phát sinh trưởng thành không ngừng của dương khí báo hiệu sự ấm áp tươi sáng phát triển mạnh mẽ tràn đầy sức sống đang lại gần các hào âm dần tiêu biến biểu hiện của u ám, bệnh tật, buồn đau, lạnh giá dần dần bị đẩy lui, người xưa có câu, hết cơn bĩ cực đến thời thái lai là như vậy. Trong tiết tiểu hàn, thời tiết vô cùng lạnh giá, do đó ngoài việc chuẩn bị quần áo ấm, chăn mền, bạn cũng cần chú ý đến việc giữ ấm cơ thể từ bên trong, bằng việc luyện tập thể dục mỗi ngày, vệ sinh răng miệng bằng tinh dầu tỏi, ăn các món ăn có tính nóng, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, tránh cảm lạnh. Chú ý dưỡng sinh trong ngày lạnh không chỉ chú trọng mặc nhiều quần áo, giữ ấm cơ thể mà còn phải bảo vệ phòng lạnh cho phần đầu và mặt bằng mũ len, khăn quàng kín tay để cân bằng nhiệt, giúp nhiệt lượng không bị tản đi. Việc đeo khẩu trang để phòng bệnh hô hấp cũng rất tích cực nhưng cần vệ sinh khẩu trang thường xuyên. Mặt khác, không khuyến khích thanh niên, người trưởng thành đeo khẩu trang chống lạnh bởi như vậy sẽ kém thích ứng với không khí lạnh, giảm sức đề kháng, không có lợi cho sức khỏe. Mùa đông khí áp thấp, mọi người lại thường ở trong nhà đóng kín cửa để giữ ấm nên có trường hợp thiếu dưỡng khí khiến ngột ngạt khó thở buồn bực việc này làm cơ thể tiếp nhận lượng oxy ít đi lượng carbon dioxit nhiều lên gây khó ngủ ngủ gặp ác mộng tinh thần hoảng sợ tỉnh giấc giữa chừng lâu dần sẽ tạo thành suy nhược thần kinh quan trọng nhất về dưỡng sinh trong tiểu hàn là vận động dậy sớm chạy bộ chơi thể thao không chỉ tăng sức đề kháng tăng cường sức khỏe mà còn nâng cao tinh thần thoải mái tư tưởng Người càng lớn tuổi thì càng nên vận động nhiều để tránh các bệnh khớp, máu huyết, đặc biệt là phải tăng cường sức khỏe của bản thân bằng cách là siêng năng tập thể dục để dưỡng chất lan tỏa, bài tiết tốt hơn, cơ thể thêm dẻo dai trước thời tiết, có sức đề kháng cao trước bệnh tật. Tiếp theo, xét về tính cách cuộc đời người tuổi canh thân, sinh năm 1980. Xét theo tử vi mệnh, canh thân 1980 có đức tính chăm chỉ chịu khó là một trong những nét nổi bật của người tuổi canh thân nhờ tinh thần hiếu học cùng trí thông minh bẩm sinh họ có được vốn kiến thức sâu rộng tài trí và óc phán đoán nhanh nhạy giúp họ luôn chủ động trong công việc tuy nhiên cũng có một số người tuổi canh thân quá cẩn trọng và thường chỉ biết thỏa mãn với những thành tựu nhỏ ban đầu mà không biết nhìn xa trông rộng điều này có thể sẽ khiến họ mất đi những cơ hội tốt trong sự nghiệp về tính cách người tuổi canh thân thông minh lanh lợi có tài ăn nói Song tính cách có phần nóng vội và cố chấp, nhờ có lòng tự tin, dám nghĩ dám làm nên canh thân có thể trở thành người khởi nghiệp thành công, có điều, tính tình vẫn chưa đủ chín chắn, cậy mình thông minh mà nghĩ ra đủ chiêu trò mưu mẹo, nên đôi khi thông minh phản thông minh, tự mình gây họa cho mình. Những người tuổi canh thân giàu trí tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ dễ thích nghi và đem lại lợi ích cho nhiều người, vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn, chắc chắn bản lĩnh của họ rất cao, tâm lý lạc quan nhìn cuộc đời như bầu trời xanh đầy hy vọng họ tự tin vào bản thân và cuộc sống tràn đầy niềm yêu đời năng lực của người tuổi thân có những đóng góp quan trọng đối với những người khác họ có thể hợp tác với người khác để cùng nhau kiếm tiền nhưng đừng mong đợi sự trung thành từ họ trong một lợi ích chung những người thông minh khi hợp tác với người tuổi thân cần phải thật nhạy bén mới có thể kiểm soát được những chú khỉ ma danh này họ là tuyết người giỏi giao tiếp giỏi xoay sở để thích nghi với môi trường có khả năng đoán biết được ý nghĩ của người khác vì thế họ có khả năng điều khiển quản lý người khác, họ là những người sở hữu sự quyến rũ, vui vẻ, tinh nghịch, chỗ nào có mặt những người này thì chỗ đó sẽ không có sự tẻ nhạt, buồn chán. Trong cuộc sống, những người tuổi canh thân thường tìm kiếm những thú vui mới lạ, đối với họ, sống chung với sự đơn điệu đồng nghĩa với tự sát, họ thích một cuộc sống sinh động nhiều màu sắc. Những người tuổi thân thường là những người hay tò mò, thích tìm hiểu, họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông họ nổi bật thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị độc đáo mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện cởi mở và hài hước tuổi canh thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới nơi họ đến phải là những nơi ồn ào náo nhiệt đông vui nhộn nhịp chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ yên tĩnh buồn chán bản mệnh phải tự mình nỗ lực tay trắng gây dựng cơ đồ gặp khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì khả năng thành công là rất cao có thể một bước lên mây, sau một đêm trở thành tỷ phú. Nếu làm việc tập thể, tuổi canh thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai, nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu, những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết, tuổi này hơn người và cũng khó đoán bởi họ là mẫu người đa tài, một số người trong nhóm họ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật hội họa, trang trí sắc màu, văn chương, thơ ca với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, họ sẽ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình, bản chất nhân ái, yêu thương con người, khiến họ đi theo con đường y dược, bảo hiểm, giáo dục, công tác từ thiện xã hội. Tuổi canh thân có thể làm các ngành nghề liên quan đến mỹ phẩm, quán ăn, nhà hàng, khí đốt đều giúp họ phát triển bản thân, mà còn có nguồn kinh tế vững chắc, thích hợp bản thân và cải thiện được đời sống, năng lực được nhiều người biết đến chứ không còn bị gò bó. Bản mệnh nên tránh các công việc như cảnh sát, giám đốc, các công việc có tính quyết định quan trọng vì tính cách của họ luôn vội vàng, hấp tấp nên cần xem xét kỹ lưỡng, những lúc quan trọng cần có người cố vấn, chắc chắn với những quyết định đã đưa ra, không làm mất sự tập trung của họ trong công việc. Vận mệnh người tuổi canh thân khá tốt, khi nhận được cơ may tài lộc không tồi, bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư, nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên canh thân có được cho mình một khoảng kha khá, có tiền trong tay, chớ nên tiêu xài hoang phí, mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Đường tài vận của người tuổi canh thân nhìn chung tốt đẹp, họ khá tích cực và là người hướng ngoại, họ thuộc tiếp người lạc quan thiên bẩm và không mấy khi phải phiền não vì tiền, họ giỏi xã giao, phạm vi giao tiếp khá rộng, bởi thế họ có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên đôi khi cũng bởi tính cách nóng vội bẩm sinh mà bạn bị thiếu suy nghĩ, qua loa, đại khái. Suy nghĩ thí kỷ càng mà khó tránh khỏi sai lầm. Hãy cân nhắc để lựa chọn cho mình một cơ hội tốt nhất cho thành công lớn nhất. Nói chung, người sinh năm canh thân phần lớn là người có đầy đủ trí tuệ. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn và lắm mưu kế. Họ có ý thức độc lập rất mạnh mẽ và cũng rất tự tin. Không ai có thể làm thay đổi được. Tuy họ có khả năng thu hút người khác, có nhiều niềm vui trong quan hệ nam nữ, nhưng lại nói quá nhiều. Có lúc còn thao thao không dứt khiến người khác khó chịu, vì thế quan hệ với bạn khác giới sẽ không tốt, những lúc ở bên người yêu cũng phải tự kiểm điểm lại mình, có lúc cãi vã với người yêu thì đúng là do việc nói lắm của họ gây ra. Người tuổi canh thân cũng rất nhiệt tình, với tính cách nhiệt tình này, bạn rất dễ vào lưới tình, thế nhưng, kết quả của nó là bạn yêu đơn phương, cũng có thể bạn đến với tình yêu quá nhanh, với bản tính thiếu ổn định của mình, làm bạn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Mặt khác cũng làm cho bạn không dễ có được tình yêu đích thực, tuy bạn thật lòng đã yêu một người nào đó, nhưng bạn sẽ dễ dàng yêu ngay người khác nếu thấy hợp, điều này sẽ làm lòng nhiệt tình của bạn bị nguội đi rất nhanh, như vậy người yêu của bạn sẽ xa bạn, nếu may mắn thì sự hài hước của bạn sẽ giúp bạn phá được vòng luẩn quẩn để quay về với hiện thực. Tuy vậy, không phải lần nào bạn cũng gặp may, canh thân dù là nam hay nữ thì đều nên kết hôn muộn sẽ thích hợp hơn, tránh được những sóng gió bão táp trong hôn nhân trong tình yêu họ theo đuổi bầu trời cao rộng và tự do nghĩa là trong biển người vô tận họ tin vào những mối duyên do gặp gỡ ngẫu nhiên và vì thế nên tình yêu của họ thường có những cuộc gặp gỡ đưa lại những cảm xúc đặc biệt chúng ta càng trưởng thành càng thấu hiểu trong tình yêu có hạnh phúc và có đau thương có niềm vui ắt cũng có nỗi buồn nhưng chỉ không có thứ gọi là một đời mà chỉ có thứ gọi là một thời vậy thôi nếu bạn chưa tìm thấy được đam mê của mình bạn hãy thử nghiệm các thứ xung quanh Hãy dành thời gian từ 6 giờ tối đến 1 giờ sáng để thử những thứ khác, đến những miền đất mới, gặp những con người mới, hãy trải nghiệm bạn nhé. Vậy tử vi vận trình tuổi canh thân trong 12 âm lịch biến động như thế nào, vận trình tay đổi ra sao, mời quý vị hãy lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi canh thân tháng 12 năm 2023. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch con giáp này đón tháng mới hung cắt đan sen, có tốt, có xấu, chính vì vận khí bấp bênh như vậy. Bản mệnh cần phải thực sự quyết tâm mới có thể theo đuổi mục tiêu của mình tới cùng và đạt được thành quả xứng đáng. Người tuổi canh thân may mắn được nguyệt lệnh lâm đế vượng ủng hộ, nên phương diện sự nghiệp rõ ràng sẽ có những biến chuyển tích cực. Con giáp này sẽ thấy mọi việc thuận lợi và suôn sẻ vô cùng, bạn đạt được nhiều lợi thế lớn lao, không chỉ nhờ may mắn mà chủ yếu là nhờ năng lực của bản thân, một số dự án bị trì trệ, hoặc gặp trục trặc trước đó đều được khơi thông ổn thỏa, ngay cả những sai sót phát sinh trong thời gian trước cũng được những chú khỉ nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế. Nhờ vậy, bạn có thể được cấp trên đánh giá cao bởi năng lực của chính bản thân mình, được tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng. Tất nhiên áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào tới thành công trải toàn hoa hồng, song con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được thứ mình muốn, kể cả đôi khi bạn có thể đưa ra những ý tưởng bốc đồng. Song không thể phủ nhận khả năng của con giáp này, dù khối lượng công việc cuối năm khá lớn, nhưng không vì vậy mà thân nao núng, bởi bạn biết cách phân chia mức độ ưu tiên cho từng hạng mục và thực hiện tuần tự. Có điều cần lưu ý, mức độ cạnh tranh trong công việc ngày càng cao, bản mệnh nên tập trung làm tốt việc của mình, tránh lo chuyện bao đồng, kẻo vướng bẫy thị phi ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Nhìn chung, mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch của con giáp này, kết quả đạt được cũng rất tốt hứa hẹn những mức đãi ngộ xứng đáng vào cuối tháng, tuy nhiên bản mệnh sẽ phải vất vả, chạy ngược, chạy xuôi mới hoàn thành được công việc, chứ thành công không tự nhiên mà có, làm tới đâu hưởng tới đó. Vậy nên bạn đừng bao giờ ngừng nỗ lực, chỉ cần có quyết tâm thì sẽ có thể theo đuổi mục tiêu của mình tới cùng và đạt được thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, làm ăn chú trọng chân chính, đừng quá tham lam mà đi đường tắt, là lập tức vướng vào pháp luật. Với kinh nghiệm và sự bình tĩnh của mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua năm nay bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu không nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác nhưng nhờ thế mà bạn phát hiện ra điểm mạnh của mình hãy cố gắng không ngừng ông trời sẽ không phụ công sức của bạn cố gắng tu tập lễ chùa phóng sinh sống thiện người ta nói có phúc ắt có phần tai ương cũng được giảm bớt phúc từ đó mà ra đó hả? tiếp theo xét trên phương diện tài lộc trong tháng 12 âm lịch của tuổi canh thân tài lộc có nguyệt lệnh lâm đế vượng ở thân chỉ đảm bảo cho bạn có nguồn thu nhập ổn định và vững vàng từ công việc chính, nếu chăm chỉ và nỗ lực thì vẫn có mức thu nhập đảm bảo được cuộc sống hàng ngày đủ đầy. Tuy nhiên, tháng có nhiều hung tinh chủ hao tài, là tiểu hao và kiếp tài vây hãm, nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn. Bên cạnh việc phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các kế hoạch chuẩn bị Tết, thì con giáp này còn có nguy cơ gặp phải tranh chấp kinh tế hoặc bị kẻ gian lừa gạt, khiến bạn mất tiền oan ức mà chẳng biết kêu ai. Đặc biệt với những giấy tờ liên quan đến vấn đề tài chính, chớ nên tùy tiện ký tên vào khi chưa đọc và tìm hiểu kỹ, bạn cần xem xét kỹ từng điều khoản, tránh những cái bẫy mà đối phương thiết lập, có thể xin ý kiến từ những người có chuyên môn để không phạm sai lầm không đáng có. Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán, có một tháng tất bật với hàng Tết, hàng hóa lưu thông tốt, nhưng đồng thời sức cạnh tranh trên thị trường cũng tăng cao, điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén và tinh anh để tìm ra hướng đi phù hợp nhất là khi năm qua tình hình kinh tế suy thoái, biến động khá lớn đến cuộc sống của mọi người, kinh tế sẽ không quá dư giả, vì thế bạn chớ nên ôm quá nhiều hàng hóa có tính thời vụ, kẻo đến xuất hiện tình trạng tồn kho, lỗi thời, tốt nhất hãy nhập với số lượng vừa đủ, đừng tham lam quá mức. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi canh thân, tháng 12 năm 2023. Bước sang tháng này, vận trình tình cảm của tuổi canh thân đang dần ổn định hơn trước, không có quá nhiều biến động hay chuyện buồn phiền dù là người độc thân hay đã có đôi đều sẽ nhận được tin vui khi bước sang thời điểm tháng mới trong gia đình đôi khi không tránh khỏi chuyện vợ chồng lục đục bạn và người ấy hãy học cách quan tâm thấu hiểu cho nhau hơn đồng thời dù bận rộn đến mấy hãy luôn dành thời gian cho con cái con giáp này cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình là lòng tự trọng hay là quan hệ với vợ chồng con cái hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho những người thân yêu nhất các bạn độc thân dù vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp nhưng không vì thế mà chạnh lòng thay vào đó bạn dành thời gian cho sự nghiệp cũng như quay quần bên người thân bạn không muốn gượng ép trong chuyện tình cảm nên cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên mặc dù những vấn đề liên quan đến tiền bạc là nguyên nhân số một dẫn tới các vấn đề trong hôn nhân tuy nhiên có nhiều tiền cũng không thể bảo đảm cho bạn một cuộc hôn nhân hạnh phúc có rất nhiều lý do khác nhau dẫn đến một cuộc hôn nhân không hạnh phúc tôi đã nói chuyện với nhiều cặp vợ chồng mà với họ vấn đề duy nhất trong mối quan hệ chính là tiền, sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tiền chỉ là một vấn đề rất nhỏ trong số những khúc mắc của họ, hãy sống hạnh phúc canh thân nhé. Cuối cùng, phương diện sức khỏe tuổi canh thân trong tháng 12 năm 2023. Phương diện sức khỏe của bản mệnh không có gì đáng lo ngại trong tháng cuối năm này, bệnh nặng không có, bệnh vặt cũng ít hơn, có điều vì dành toàn bộ thời gian cho công việc nên bản mệnh có thể lơ là chuyện nghỉ ngơi và ăn uống, những thói quen xấu như bỏ bữa, tranh thủ làm việc trong thời gian nghỉ, ít chơi thể thao sẽ sớm bào mòn sức khỏe của bạn. Do vậy, bạn cần phải quan tâm tới cơ thể mình hơn, tuy nhiên, muốn có một nền tảng thể chất khỏe mạnh, bạn nên hiểu là nếu chỉ tập trung vào tập luyện thường xuyên và ăn uống khoa học thôi thì chưa đủ. Tuổi canh thân cần chăm sóc cả giấc ngủ và cố gắng loại bỏ những căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống diễn ra mỗi ngày mới có thể cải thiện tình hình. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ vào phần luận giải 4 tuần trong tháng 12 âm lịch để mệnh chủ canh thân có những kế hoạch phát triển. 1. Tử Vi tuần 1, tuổi canh thân, tháng 12 âm lịch. Xem Tử Vi thấy rằng, người tuổi canh thân sẽ phải đối diện với một vài khó khăn trong sự nghiệp vào thời điểm đầu tuần do đồng nghiệp bất hợp tác. Tuy nhiên bạn vốn là người có tài và có trí khí, vì vậy đến cuối tuần, bạn sẽ khẳng định được bản thân và khiến nhiều người khâm phục. Tình hình tài chính chưa có nhiều biến động, chỉ có một vài người nhận được tiền lời lãi hoặc tiền công vào đầu tuần, song không quá nhiều, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai, rồi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Hơn nữa, sao dịch mã chiếu mệnh cũng là dấu hiệu chứng tỏ tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng, thì bạn sẽ phải di chuyển, bôn ba khá nhiều, vì thế, bạn không ngại gian khổ nhất thời, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ trên phương diện tình cảm dường như hai bạn vẫn chưa khắc phục được những hiểu lầm tồn tại trước đó ai cũng đặt cái tôi của mình lên quá cao nên không muốn thử đặt mình vào vị trí của nhau để thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn cẩm nang vượng vận quý nhân ý thìn tiểu nhân mão dần màu sắc may mắn xám vàng con số phát tài 67 10 98 2. tử vi tuần 2 tháng 12 âm lịch tuổi canh thân tuần này sự nghiệp của người tuổi canh thân có hung có cát đầu tuần là thời điểm bản mệnh được lãnh đạo tin tưởng giao cho trọng trách nếu hoàn thành tốt bạn dễ nhận được lời tán thưởng tuy nhiên dù có gặt hái thành công cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức kẻo thành cái gai trong mắt kẻ xấu phương diện tài chính về cuối tuần có dấu hiệu khởi sắc hơn một số người bất ngờ nhận được khoản tiền lời lãi từ các khoản đầu tư trước đó với người làm ăn kinh doanh bạn thu được lợi nhuận đều đều vì tìm được hướng đi đúng đắn cho mình trên phương diện tình cảm sao thái dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt chỉ cần bạn mong muốn đến với ai thì việc thành đôi với người đó không quá khó khăn tuy nhiên đừng vì thế mà bạn biến mình thành người trăng hoa đứng núi này trông núi nọ với người đã có đôi có cặp bản mệnh cần chú ý giữ mình tránh xa những mối quan hệ mập mờ hãy trân trọng những gì mình đang có đừng thả trôi bản thân theo thú vui nhất thời để mai sau phải thấy hối tiếc cẩm nang vượng vận quý nhân dậu ý tiểu nhân mùi họ, màu sắc may mắn đen, trắng, con số phát tài 45, 89, 12. 3. Tử vi tuần 3 tháng 12 âm lịch, tuổi Canh Thân. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, một vài khó khăn có thể xuất hiện trong sự nghiệp của người tuổi Canh Thân, song càng khó khăn bạn lại càng cảm thấy hăng hái hơn. Tuần này bản mệnh có thể biến nguy thành cơ, khẳng định vị thế của bản thân, khiến nhiều người phải thán phục. Đầu tuần là thời điểm tình hình tài chính của bạn có nhiều khởi sắc nhất, vì vậy nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh gì thì nên tiến hành ngay, một số người còn có thể nhận thêm được tiền đầu tư từ người thân, đối tác, khách hàng tin tưởng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, hung tinh Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận, nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác hoặc du lịch, trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ Hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. Phương diện tình cảm lại chưa có nhiều dấu hiệu tích cực có vẻ con giáp này đang quá bận rộn nên không còn nhiều thời gian quan tâm chăm sóc gia đình. Hãy tìm cách cân bằng thời gian của mình để quan hệ với gia đình không bị xa cách. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, sửu, thìn, tiểu nhân, mùi, dần. Màu sắc may mắn, đen, bạc. Con số phát tài, 92, 68, 55. 4. Tử vi tuần 4, tháng 12 âm lịch, tuổi canh thân, sự nghiệp của người tuổi canh thân không mấy suôn sẻ trong tuần này chủ yếu là vì bản mệnh cứ khăng khăng làm theo ý mình không biết lắng nghe người khác dù đang giữ vị thế nào thì bạn cũng dễ phải nhận lại sự bất mãn từ người khác phương diện tài lộc chưa có nhiều biến chuyển đáng kể có thể bản mệnh sẽ phải dành thời gian để xem xét lại hướng phát triển của mình nếu có gì chưa hợp lý thì cần sửa đổi ngay chớ để sai lầm ngày một trở nên trầm trọng hơn trong chuyện tình cảm sao bách việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Bạn có thể mở lòng và thử trò chuyện với mọi người, song không nên quá dễ dàng nghe theo lời ngon tiếng ngọt. Với các cặp vợ chồng, tuần này có dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện, do đó bạn cần quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Chú ý đến các mối quan hệ xã giao, chớ đẩy mình vào cảnh tình ngay lý gian hoặc để mình siêu lòng vì người khác. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, ý, tiểu nhân, Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số phát tài, 18, 65, 70. Quý vị thân mến, Phật có dạy rằng, chúng ta đều hiểu rằng những đấu đá, hơn thua đều mang lại kết cục không tốt đẹp. Thế nhưng không phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân, lấy nhu thắng cương. Do đó, theo lời gian dạy của Phật, chúng ta phải biết kiềm chế bản thân. Lửa nào bằng lửa tham, thấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái chúng ta sống ở cõi ta bà này thoáng chốc đã chỉ là cát bụi người xưa thường nói có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian báu vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoảng qua như mây khói con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua đấu đá chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí cuối cùng mang theo được những gì lấy không giận thắng giận lấy thiện thắng không thiện lấy thí thắng sang tham lấy trơn thắng hư ngụy. Trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành, công khai tranh giành, âm thầm tranh giành, tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ, hôm qua tranh giành, hôm nay tranh giành, rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm ích kỷ mà thôi. Cuộc sống hiện tại chúng ta hay chê bai nhau rằng, nếu không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài vật chất thì là người ngốc si đần. Thế nhưng theo lời dân của Phật, bạn sẽ nhận ra rằng, tranh cãi với vợ, chồng, nếu bạn thắng thì tình cảm nhạt phai. Trong cuộc sống chúng ta thường xuyên thấy cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc, liền mượn cớ phát sinh bực tức cáu giận với người chồng. Người chồng vì thể diện của bản thân, mà trước mặt bạn bè, người ngoài sai khiến người vợ. Người vợ không chịu được cảnh ấy, và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa, còn bất hòa với cha mẹ vì tranh thắng thua, hiểu đức sinh thành của cha mẹ chúng ta sẽ nhận ra rằng, chỉ có chúng ta chỉ cần đừng tranh giành thắng thua với cha mẹ đó mới là sự hiếu thảo lớn nhất. Tranh cãi với bạn hữu, nếu bạn thắng thì bạn hữu dần xa, chẳng phải ngẫu nhiên mà ta hợp với ai đó, bạn bè cũng vậy, nếu có duyên gặp gỡ thì nên trân trọng tình cảm của nhau, hơn thua với khách hàng để làm gì, vì nếu bạn thắng thì cũng mất khách hàng, tranh cãi với đồng nghiệp, nếu bạn thắng thì đồng nghiệp xa dần, một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay thì hạnh phúc sẽ mất đi, tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại, những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được sẽ khiến tâm bất an nhưng người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báu của họ mà có tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn bớt hơn thua để hạnh phúc đến gần ta hơn nhân sinh cảm ngộ quý vị thân mến câu chuyện về giàu vật chất tưởng như là ai cũng phải ao ước như chú chuột đồng sau đây khiến chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc sống hiện tại dường như chúng ta đã quá vội vã nuôi ảo vọng quá lâu mà đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó câu chuyện cuộc sống thú vị về chuột nhà và chuột đồng có hai chú chuột nhà và chuột đồng khá thân thiết nhưng cuộc sống khác xa nhau khi chuột nhà ở trong một biệt thự lớn luôn được thưởng thức những đồ ăn ngon đồ uống hoa quả ngập miệng trong khi đó anh bạn chuột đồng lại chỉ ăn rau xanh và những hạt thích dùng ở ngoài đồng cả hai đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình chuột nhà có lần tới thăm nhà bạn và được chuột đồng chuẩn bị một bữa ăn, được xem là rất thịnh soạn với rau, lẫn ngô và một cốc nước uống. Thế nhưng chuột nhà không hài lòng cho lắm và thầm nghĩ, sao bạn mình có thể sống như thế này được nhỉ? Hai chú chuột vừa ăn vừa trò chuyện và chú chuột đồng khá tò mò về cuộc sống của anh bạn mình nơi xa hoa, sung sướng ấy. May mắn là hôm sau, anh được chuột nhà mời vào thành phố để cùng thử trải nghiệm những điều anh ta kể. Sau một hành trình dài, Hai người cũng đã tới được biệt thự lộng lẫy nơi chuột nhà ở. Ngay sau đó, một bữa ăn thịnh soạn được bắt đầu với kẹo, mứt, phô mai, chuột đồng vô cùng thích thú vì anh ta chưa từng được thưởng thức những món ngon như thế. Thế nhưng, ngay khi chuột ta định ăn thì nó bỗng giật mình hoảng loạn vì nghe tiếng mèo kêu, miếng bánh trên tay rơi mất và cả hai cùng chạy trốn tránh thiệt mạng. Khi mèo vừa rời đi, hai chú chuột mới thong thả bước ra và nghĩ, cuối cùng cũng đến lúc chúng có thể ăn uống ngon lành. Thế nhưng khi chỉ mới ăn được một chút thì cánh cửa bỗng mở toang, thì ra người hầu bước vào để dọn dẹp bàn ăn, đi sau là một con chó to đang nhe răng để giữ tợn, hai con chuột lại hồn siêu phách lạc, chạy trốn thật nhanh, chuột đồng và chuột nhà chạy thục mạng. Hai con chuột nhìn nhau, sau đó, chuột đồng chào tạm biệt chuột nhà để đi về, nó nói anh có thể có những đồ ăn cao lương mỹ vị mà tôi không có, nhưng tôi thì lại thích cuộc sống bình yên nơi đồng quê, dù hàng ngày chỉ ăn rau và cơm, hãy bảo trọng anh bạn nhé bài học rút ra hãy dành một phút để nhìn nhận lại xem chúng ta có giống như những chú chuột nhỏ kia chỉ vì muốn có những bữa ăn thịnh soạn nhưng dù có cơ hội ta cũng chẳng thể thưởng thức một cách thanh nhàn ăn uống cũng nhanh nhanh chóng chóng sợ bị người khác giành lấy mất nhìn xa xa là chúng ta mong có cuộc sống hạnh phúc sung túc mặc dù cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng luôn thấy căng thẳng mệt mỏi mọi thứ cũng chỉ là giả tạm vay mượn bầu trời của ai cũng xanh như nhau nhưng quan trọng là ta có đủ thời gian ngắm bầu trời ấy hay không mà thôi, vì thế, dù mải kiếm tiền hay chọn cuộc sống thanh nhàn, cũng đừng quên rằng, chúng ta cần giữ cân bằng trong tâm hồn, để có thể thưởng thức khi tâm hồn ta có trời và biển, nó luôn xanh thẳm và bình yên, thì lúc đó chúng ta sẽ là người giàu có nhất trên thế gian này. Khi mới chào đời, chúng ta đều không có gì trong tay, tâm hồn chúng ta đều thanh thản như bầu trời trong xanh vậy. Sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, Mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm và công danh, sự nghiệp. Đừng để cho những tham vọng về công danh, tiền bạc làm phai mờ đi vẻ đẹp cuộc sống vốn có bằng cái nhìn tầm thường của mình, tâm hồn ấy đã dần dần bị mất đi sự vô tư ngày nào. Khi đi qua những năm tháng gian nan, vất vả, nhiều phiền muộn lo toan, khi tiếp xúc với quá nhiều người xấu xa, ta càng nảy sinh nhiều hoài nghi, vì xã hội đầy rẫy những con người nhỏ nhen, lọc lửa. Chúng ta đã biến thành một người thiếu kiên nhẫn, dễ cáu giận suy nghĩ hời hợt, ngắn hạn, biến mình thành một người luôn giả tạo như những người xung quanh. Tất nhiên ta cũng chẳng thể quay về để trở thành chú chuột đồng kia một khi trong lòng ta luôn đam mê khám phá cuộc sống mới. Nhưng để cân bằng cuộc sống hợp lý cũng là điều tuy khó, nhưng là điều chúng ta cần chú tâm mới mong có ngày thay đổi được. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 12 âm lịch năm quý mão 2023 của tuổi canh thân, sinh năm 1980. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau